Thưa quý vị, công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022 phải được ưu tiên. Các địa phương phải tăng cường công tác phòng chống dịch hơn nữa để đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết là yêu cầu của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khi chủ trì cuộc họp do ban trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 4 tháng 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ phức tạp hơn vì có nhiều hoạt động cuối năm và đón Tết, cho nên cường độ phòng chống dịch phải cao hơn, nhất là công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022 phải được ưu tiên để người dân đón Tết an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Ngành y tế phải xây dựng kế hoạch khẳng trương tiêm vaccine cho 100% những người mà đủ 3 tháng ở mũi 2 à, trước Tết âm lịch. Cố gắng hết sức có thể ngày 29 Tết chúng ta cũng Phật cũng còn tim. cũng còn tim. Thôi chúng tôi cũng sẽ đồng hành chia sẻ với các anh. Về công tác điều trị F0 tại nhà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế ra soát đánh giá lại hiệu quả để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai trong thời gian đến, đặc biệt trong dịp Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất tăng tần suất xét nghiệm 3 ngày một lần tại các bệnh viện do Sở Y tế khẩn trương đề xuất việc hỗ trợ nhân viên y tế tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch trong những ngày Tết. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng sớm lập danh sách đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19 để thành phố chi hỗ trợ trước Tết. Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kế hoạch cho một số lớp đi học trực tiếp trở lại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các quận huyện đề xuất các hoạt động mở lại tạo điều kiện cho nhân dân.